Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 4, chương trình có những thông tin chính sau đây. Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2016 diễn ra chiều qua tại thành phố Đông Hà đã thành công tốt đẹp, mở ra nhiều triển vọng trong thu hút đầu tư. Câu chuyện hạnh phúc đến với đôi bạn trẻ khiếm thính nhân ngày người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4. Người dân Hướng Hóa chuyển đổi một số diện tích cây cà phê già cỗi kém hiệu quả sang canh tác các loài hoa màu ngắn ngày. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2016 diễn ra chiều qua tại thành phố Đông Hà đã thành công tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch có quy mô lớn với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư, cơ quan xúc tiến thương mại và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chọn Quảng Trị là tỉnh đầu tiên đến thăm sau khi chính phủ được kiện toàn được coi là thông điệp nhiều ý nghĩa. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục thông tin một số nội dung các ý kiến tham gia, đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà kinh tế để tỉnh Quảng Trị thực hiện có hiệu quả việc thu hút đầu tư. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã có bài phát biểu khai mạc và trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các tỉnh thành phố bạn, các vị khách quốc tế, các nhà khoa học, các nhà tài trợ, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đến dự hội nghị. Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phát biểu giới thiệu về tiềm năng, lợi thế và những cam kết của tỉnh Quảng Trị đối với các nhà đầu tư. Đặc biệt, hội nghị đã được nghe bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về liên kết phát triển, tạo cơ chế thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đầu tư. Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho các ý kiến phát biểu của các đại biểu, các chuyên gia, các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm, khai thác tiềm năng lợi thế thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế dự hội nghị, mặc dù gặp phải một số hạn chế khó khăn, điều kiện tự nhiên, quy mô nền kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực, nhưng Quảng Trị cũng có nhiều tiềm năng, cơ hội và lợi thế so sánh đặc biệt so với các địa phương khác để đẩy mạnh thu hút đầu tư trong thời gian tới. Theo tiến sĩ Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, trưởng nhóm tư vấn hợp tác phát triển vùng duyên hải miền Trung, thì Quảng Trị có vị trí chiến lược quan trọng nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch của quốc gia về đường bộ, đường sắt và đường biển, tiếp giáp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, và đặc biệt Quảng Trị là điểm đầu tiếp nối Thái Bình Dương tới Lào, Thái Lan, Myanmar thông qua tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Cả hai nhánh của tuyến hành lang này đều hợp với tuyến đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 1A, hình thành một đặc điểm khác biệt của Quảng Trị so với các địa phương khác của miền Trung. Tiến sĩ Trần Du Lịch cho rằng, lợi thế về hệ thống giao thông này sẽ giúp Quảng Trị trở thành vai trò cầu nối trong việc tập kết giao thương hai luồng hàng hóa Bắc Nam và Đông Tây, cũng như là điểm kết nối, trung chuyển khách các tuyến du lịch lớn cho con đường di sản miền Trung đến với hành lang Đông Tây và ngược lại. Mặc dù chúng ta có nghị quyết rồi, nhưng định hướng dài hạn tới 2035 và tầm nhìn lớn hơn để rà soát lại và lựa chọn. Bởi vì trong thời đại hội nhập này, không thể làm mọi thứ mà phải lựa chọn. Cái lựa chọn gì là quyết tâm, và đã quyết tâm rồi thì đeo đuổi. Thì đấy là cách mà tôi xin kiến nghị với cái chính quyền tỉnh trong vấn đề này. Cuối cùng, tôi nói thay nhà đầu tư. Để có thể đầu tư tốt phát triển, Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch tỉnh Nguyễn Đức Chính cùng lại là nhà nước, phải là bà đỡ. Mong rằng bà đỡ có bàn tay vàng thì nhà đầu tư chính có được mẹ tròn con vuông, và hy vọng đất Quảng Trị này chính quyền sẽ là bà đỡ, và ai đầu tư đây sẽ là mẹ tròn con vuông. Còn theo đề xuất của giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, để có thể bứt phá tiến lên, Quảng Trị cần có cách tiếp cận mới về cách thức phát triển. Cách đặt vấn đề này về thực chất chính là thực hiện yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế đang được triển khai. Giống như nhiều tỉnh miền Trung, và cũng đặc sắc như là nhiều tỉnh miền Trung khác,
Quảng Trị có một cái lợi thế mà xưa nay chưa được tận dụng, chưa được phát huy. Đấy là lợi thế về du lịch. Về du lịch. Tôi cho rằng đó là cái lợi thế này còn theo một nghĩa nào đó, theo một nghĩa nào đó thôi nhé, là phải đi trước kể cả cái những cái lợi thế về phát triển công nghiệp. Du lịch của Quảng Trị có mấy cái tên cái quan điểm là hội tụ sức mạnh của thế giới, thì du lịch của Quảng Trị có mấy cái tiềm năng, cái thế mạnh thế này. Quảng Trị vì là chiến tranh là để lại một cái dấu ấn ghê gớm như vậy, cho nên hãy biến Quảng Trị thành ấy, cái gọi là biểu tượng hòa bình của loài người. Nếu mà chúng ta biến Quảng Trị thành cái biểu tượng hòa bình của loài người, kéo loài người đến đây ấy, thì Quảng Trị phát triển. Có mảnh đất nào trên thế giới mà xứng đáng hơn Quảng Trị để xây một cái biểu tượng hòa bình của loài người không? Tôi nghĩ là cho đến bây giờ chưa có. Không biết là có chỗ nào sau này có không? Chắc là vượt qua cái kỷ lục đau thương của Quảng Trị là không dễ đâu, không có đâu. Và chúng ta đó, hãy làm cho Quảng Trị. Mà xin thưa rằng, thưa với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cái đất nước này còn nợ Quảng Trị cái phần ấy, là biến Quảng Trị thành cái biểu tượng, thành cái tượng đài hòa bình của loài người. Mà đấy là tượng đài của Việt Nam chứ không phải là chỉ riêng của Quảng Trị. Làm được cái đấy, Việt Nam sẽ kéo thế giới đến với Việt Nam, Quảng Trị kéo thế giới đến với Quảng Trị. Và như thế là đấy là một cái cơ hội phát triển lớn nhất cho Quảng Trị. Your Excellencies, Mr. Nguyễn Xuân Phúc, Prime Minister. Trong bài phát biểu, tỉnh Quảng Trị là một điểm đến đầu tư khả tiềm năng của ông Atsusuke Kawada, trưởng đại diện văn phòng tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO tại Hà Nội, thì tin tưởng rằng thời gian không xa sẽ có công ty Nhật Bản quan tâm đầu tư tại tỉnh Quảng Trị, bởi Quảng Trị là một điểm đến đầu tư khả tiềm năng. Mr. Nguyễn Văn Hùng, Party Secretary, and Mr. Nguyễn Đức Chin. Chúng tôi hy vọng rằng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục hỗ trợ và giải quyết các vấn đề khó khăn đối với cả công ty chi nhánh nước ngoài đang đầu tư tại tỉnh. Chúng tôi đề nghị tỉnh Quảng Trị cần lưu ý phát triển hơn nữa về cơ sở hạ tầng, bởi đang thiếu các cơ sở vật chất khu dân cư và dịch vụ sinh hoạt phù hợp cho người nước ngoài. Cần xây dựng các nhà máy cho thuê phục vụ các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cần phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là các công nhân tay nghề cao trong các lĩnh vực sản xuất và đội ngũ cán bộ địa phương có khả năng ngoại ngữ. Tăng cường quảng bá bằng tiếng Anh và tiếng Nhật để đẩy mạnh đầu tư vào tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt là lời kêu gọi các lợi thế như nguồn lao động dồi dào, chi phí tiền lương nhân công và giá thuê đất rẻ. Và vấn đề cuối cùng, như tôi đã đề cập, thì cần có sự quan tâm hơn nữa đối với các công ty nước ngoài đang đầu tư tại tỉnh Quảng Trị. Khi các nhà đầu tư tiềm năng Nhật Bản xem xét khả năng đầu tư, họ chắc chắn sẽ liên hệ với các công ty nước ngoài này. Vì vậy, xin hãy quan tâm sâu sát các công ty nước ngoài đang hợp tác với tỉnh. Tôi chắc chắn rằng những nỗ lực này sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Nhật Bản. Với bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Chính phủ, bài phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy và những cam kết vừa chân thành vừa mạnh mẽ của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là những tham luận của các chuyên gia, các diễn giả vừa mang tính khoa học, tính thực tiễn và những tình cảm dành cho Quảng Trị. Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị thực sự là một trong những sự kiện quan trọng trong việc đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 vào cuộc sống. Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị của chúng ta đã thành công rất tốt đẹp. Những ý kiến phát biểu, chỉ đạo của Thủ tướng sẽ được chúng tôi nghiên cứu để triển khai trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 16. Những ý kiến phát biểu của các chuyên gia, các tổ chức, chúng tôi xin được tiếp thu và sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện tốt những cái cam kết, nỗ lực hết mình để thực hiện được những vấn đề mà các quý vị đã nêu ra. Đó là phải có thay đổi cách thức vận động đầu tư, thay đổi cách thức để phát triển kinh tế trên một cái nền tảng là một tỉnh đang chậm phát triển, một tỉnh đang gặp khó khăn. Chúng tôi cho rằng tất cả những ý kiến phát biểu của các đồng chí, các quý vị đại biểu là những ý kiến hết sức quý báu, giúp chúng tôi rút kinh nghiệm, giúp chúng tôi có được những cái suy nghĩ mới để điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn mới.
Cũng tại hội nghị này, nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư đã cam kết hỗ trợ và thể hiện quyết tâm cao trong hợp tác đầu tư tại Quảng Trị. Với tiềm năng lợi thế, cùng với việc cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, cải thiện môi trường đầu tư và những chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư, tỉnh Quảng Trị sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới, xứng đáng với truyền thống anh hùng của quê hương. Nhân ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4, sáng nay Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh Quảng Trị đã trao quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đến dự có đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 33.000 người khuyết tật, trong đó có gần 15.000 người khuyết tật do nhiễm chất độc da cam. Tuy nhiên, do tai nạn giao thông, vật liệu nổ sau chiến tranh, tai nạn lao động, thiên tai cùng những vấn đề xã hội khác nên số lượng người khuyết tật ngày càng tăng, nhu cầu bảo trợ ngày càng nhiều. Chỉ tính trong năm 2015 và 4 tháng đầu năm 2016, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh đã vận động hơn 10 tỷ đồng, hỗ trợ người khuyết tật dưới nhiều hoạt động, góp phần cải thiện đời sống hàng vạn người khuyết tật. Từ sự vận động của Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh, đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng hai nhà tình thương cho hai gia đình người khuyết tật ở huyện Đắk Rông, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng trao tượng trưng 75 radio cho 75 người mù thành phố Đông Hà. Hội cũng hỗ trợ 5 triệu đồng cho trường trẻ em khuyết tật tỉnh, 2 xe lắc, 4 xe lăn và 40 xuất quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí cho đợt trao quà lần này gần 200 triệu đồng. Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao nỗ lực vận động của Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh và sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm hỗ trợ cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị. Đồng chí cũng mong muốn thời gian tới các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quan tâm hơn, hỗ trợ nhiều hơn để người khuyết tật Quảng Trị được động viên, sẻ chia để tự tin vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra trong cuộc đời không được may mắn như những người bình thường vì bị khuyết tật, nhưng nhiều người khiếm thính đã nỗ lực vượt qua tật nguyền để có một cuộc sống hạnh phúc bình thường như bao người trong xã hội. Câu chuyện về tình yêu và thành đôi lứa hạnh phúc của hai bạn trẻ khiếm thính trong phòng sơ sau là một ví dụ như thế. Nhà hàng Thi Hà, nơi miền quê thôn Tiên Mỹ, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, là nơi tổ chức tiệc cưới cho hàng trăm cặp đôi, nhưng hôm nay là một đám cưới đặc biệt. Đặc biệt bởi chủ rể và cô dâu là hai người khiếm thính. Họ đã gặp nhau và quen nhau từ những ngày cùng học ở trường khuyết tật Nguyễn Đình Chiểu cho đến hôm nay. Anh là một ngư dân đi biển, còn chị là một thợ may tại nhà may Hòa Thọ. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu và sự đồng cảm của những người cùng cảnh ngộ. Tôi mong muốn sau này vợ chồng tôi sẽ sinh được hai người con khỏe mạnh đáng yêu. Và hơn hết, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng vợ chồng luôn ở bên nhau, chia sẻ động viên nhau để xây dựng gia đình hạnh phúc và nuôi dạy con cái ngoan ngoãn, học giỏi. Là một ngư dân, sau khi lập gia đình, tôi sẽ tiếp tục ra khơi bám biển để tăng thêm thu nhập, gánh vác cùng vợ để xây dựng cuộc sống ngày càng khấm khá hơn. Họ yêu nhau, mến nhau, đồng cảm với nhau và muốn cùng nắm tay nhau bước đi trong cuộc đời, bước đi để vượt qua mặc cảm khuyết tật. Một đám cưới đem niềm hy vọng đến với mẹ cha, gia đình họ hàng và cả thầy cô giáo của chủ rể và cô dâu. Cái đám cưới không phải đám cưới này mà đã gần 15 đám cưới rồi. Thì đám cưới nào trong lòng tôi cũng trao chuyến bồi hồi và xúc động bởi vì các em đã có được hạnh phúc như những người bình thường khác. Đó là điều mà bản thân tôi và tất cả thầy cô giáo dạy trường khuyết tật đều mong đợi. Tương lai đang còn ở trước mặt đôi bạn trẻ khiếm thính này. Hạnh phúc của họ sẽ được vun đắp bằng nỗ lực của chính mình và sự yêu thương đùm bọc của gia đình, bạn bè và xã hội. Nhưng chính hôm nay đây, đám cưới của họ có thể đã trở thành niềm tin tưởng vượt qua số phận cho những người đồng cảnh với mình. Em cầu chúc cho hai bạn mãi hạnh phúc bên nhau và cầu mong cho tất cả những người có hoàn cảnh không may mắn sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình cũng như gặp mọi điều may mắn trong cuộc sống. Chuyển sang những thông tin khác. Những năm trở lại đây, giá cà phê liên tục giảm khiến cho người trồng cà phê ở huyện Hướng Hóa gặp nhiều khó khăn.
Đứng trước thực tế này, người dân đã chủ động chuyển đổi một số diện tích cà phê già cỗi kém hiệu quả sang canh tác các loài hoa màu ngắn ngày hoặc xen canh cây cà phê với nhiều loài cây trồng khác nhằm giảm thiểu những thiệt hại do biến động của giá cả thị trường. Ghi nhận của phóng viên tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa. Ông Trần Văn Trang ở thôn Tân Linh, xã Hướng Tân có hơn 2 hectare đất trồng cà phê. Lúc được giá mỗi vụ thu hoạch, diện tích này cho gia đình ông khoảng gần 20 tấn, với giá từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng 1 kg quả tươi. Trừ chi phí, gia đình ông thu lại ròng hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, giá cà phê liên tục giảm, đến thời điểm hiện tại chỉ còn khoảng 3.000 đồng đến 5.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ chi phí phân bón và nhân công thu hoạch, ông Trang bị thua lỗ nặng. Hiện nay bên cạnh việc duy trì vườn cà phê của gia đình, chờ giá cả thuận lợi hơn, ông Trang đã chủ động phá bỏ một phần diện tích cà phê già cỗi kém hiệu quả sang trồng một số loài cây hoa màu ngắn ngày. Những loài cây trồng ông chọn gồm khoai sò, gừng và một số cây trồng khác. Đặc điểm của loài cây này là đầu tư ít, vốn ban đầu thấp và đặc biệt là thời gian thu hoạch ngắn ngày, rất phù hợp để thâm canh tăng năng suất. Ở đây chúng tôi sản xuất thêm là cả ném, rồi cả môn hai loài. Là môn chân, người ta gọi là môn lù đàn ấy, và môn nịt, môn trắng. Thì những cái trụ lực ấy, là sản xuất của bà con ở đây là sản xuất hiện tại là môn chân, môn trắng, gừng với ném. Đó là những cái cây mà ngắn ngay để hỗ trợ cho bà con. Bên cạnh xóa bỏ những diện tích cà phê già cỗi, thì việc trồng xen canh cà phê cùng với những loài cây khác đang được người nông dân Hướng Tân thực hiện. Ông Đặng Đại Hoa có hơn 5.000 mét vuông đất vườn. Trước đây toàn bộ diện tích này được ông canh tác để trồng cây cà phê. Tuy nhiên, nhận thấy canh tác độc canh mang lại hiệu quả kinh tế thấp, ông Hoa đã chủ động xen canh cây hồ tiêu giữa vườn cà phê. Hiện nay bên cạnh việc chăm sóc vườn cây cà phê, thì ông cùng gia đình cùng chăm hơn 150 gốc tiêu đang trong độ tuổi thu hoạch. Ngược lại với cây cà phê, những năm trở lại đây, hồ tiêu tại địa bàn tỉnh Quảng Trị vừa được mua vừa được giá. Do vậy, ông Hòa đã giảm thiểu thiệt hại do cà phê mất giá. Kể cả hàng da cối rồi thì mình chuyển đổi là trong xen canh vô là những cái tiêu, cái bơ. Để có thu nhập cao cho nó đỡ hơn. Có những chỗ mà không ngại là thì mình canh tác vô là những cái cây hoa màu lại ngắn nuôi dài thì trên là 417 hecta thì chúng tôi là chuyển đổi là một năm là 38,3 hecta thì 3 năm nay là chúng tôi chuyển đổi hơn 107 hecta là giá cả thị trường như thế này thì nó thì khi mà đi làm á là làm mà chuyển đổi qua hoa màu thì bà con thấy phấn khởi hơn. Những năm trở lại đây, thị trường nông sản có nhiều biến động, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập và tâm lý của người nông dân. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục duy trì ổn định những cây trồng chủ lực, thì mô hình xen canh các loài cây trồng ngắn ngày khác đang được người dân Hướng Tân thực hiện là một giải pháp phù hợp, không chỉ giải quyết được những khó khăn trước mắt mà vẫn duy trì được cây trồng thế mạnh của địa phương. Trong những ngày vừa qua, tình trạng cá biển chết hàng loạt trôi vào bờ khiến người dân vùng biển bãi ngang xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh rất hoang mang, lo lắng. Theo các gia đình ngư dân ở xã Vĩnh Thái cho biết, tình trạng cá biển chết hàng loạt trôi dạt vào bờ xuất hiện từ 2 đến 3 ngày trở lại đây. Số lượng cá chết ngày càng nhiều và hầu hết các thôn trong xã đều có cá chết nổi lên bên trên mặt biển, sau đó trôi dạt vào bờ. Điều đáng nói là các loài cá này đều nằm ở tầng nước sâu và có giá trị kinh tế cao. Cá chết nhiều đến nỗi chỉ cần mang lưới ra gần bờ biển là ngư dân có thể dễ dàng kéo cá vào. Phần lớn số cá này đều đã chết, có cá to cá nhỏ, có con cân nặng từ 5 đến 10 kg. Những ngư dân cả đời gắn bó với nghề đi biển ở xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh cho biết chưa bao giờ chứng kiến hiện tượng cá biển chết hàng loạt và trôi dạt vào bờ như thế này. Không chỉ ở huyện Vĩnh Linh mà một số địa phương có biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đã diễn ra tình trạng tương tự. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã kịp thời báo cáo lên các cơ quan chức năng để sớm tìm ra nguyên nhân. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.